Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Thì mình là Trung đây. Hôm nay thì mình sẽ lên video về kinh tế lượng vì nhiều bạn có nói với mình là môn này khá là khó. Đấy, thì mình cũng nói luôn nhá là môn này thì thật ra nó không khó mà nó chỉ có nhiều công thức thôi. Đấy, nếu mọi người muốn đặt A thì sẽ khó hơn bởi vì nó rất là nhiều công thức đấy mà mọi người sẽ phải nhớ. Đó, và mình cũng sẽ dạy hết đâu. Còn nếu bạn muốn qua môn thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần học video này cũng như là có thể là một vài video nữa đó thì bạn có thể qua môn rồi đấy, rất là dễ đúng không? À, mình cũng sẽ cố gắng làm sao cho các bạn có thể dễ hiểu nhất nhá. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ vào chương đầu tiên, đó là chương số 1, mô hình quy hai biến và cách làm bảng EVU. Thì các bạn có thể thấy là ở đây cái tên chương mình cũng đặt rất là khác so với ở trong sách, bởi vì mình sẽ cố gắng là chỉ cho các bạn là những cái kiến thức gì chúng ta trọng tâm nhất, tức là chúng ta nói xong rồi chúng ta có thể áp dụng ngay được vào bài thi, bài kiểm tra của chúng ta, đúng không? Chứ mình không đi sâu vào lý thuyết nhé. Đó, ok. Thì đây, chương một chúng ta đây, chúng ta có hai phần, đó là mô hình người quy hai biến và thứ hai là cách đọc bảng EVU. Đấy, thì cách đọc này rất là quan trọng vì vào đề thi, đề kiểm tra ấy thì người ta đều cho chúng ta cái bảng và chúng ta phải tự đọc và chúng ta biết, đúng không? Đó, thì mình cũng sẽ chỉ luôn ở trong cái chương này, ok không nào? Đầu tiên chúng ta hãy vào phần 1, đó là mô hình quy hai biến nhá. Đầu tiên chúng ta hãy phải tìm hiểu là ồ vậy kinh tế lượng là gì đã, đúng không? Thì đây, ở đây như mình đã nói là mình không đi sâu vào lý thuyết cho nên mình sẽ nói một chút thôi. Đó là gì? Nói dễ hiểu thì kinh tế lượng của chúng ta nhá là môn học đi tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến số trong kinh tế với nhau. Đấy, ở đây chúng ta quan tâm cái gì? Mối quan hệ đây, mối quan hệ giữa các biến số trong kinh tế với nhau. Đó, tức là gì, trong kinh tế ấy, thì nó có rất là nhiều các mối quan hệ đúng không? Đấy, thì chúng ta xét những mối quan hệ đó với nhau và xét phải thông qua số đúng không, thì chúng ta mới có thể phân tích được đúng không nào. Ví dụ, một cái ví dụ rất là điển hình đi, đó là lượng tiêu thụ và giá, đúng không? Đây, lượng tiêu thụ và giá, ví dụ rất là điển hình đúng không? Thì đây là chúng ta thấy này, các biến số trong kinh tế thì chúng ta có đây, lượng tiêu thụ này là trong kinh tế đúng không, và giá cũng là trong kinh tế đúng không? Đó, và đây là gì, tìm hiểu về mối quan hệ, tức là giữa lượng tiêu thụ và giá này nó có mối quan hệ với nhau, ta đã biết rồi đúng không? Có rõ ràng là giá sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ, đúng chưa nào? Vân vân, tức là vẫn còn rất là nhiều ví dụ khác nữa mà các cái biến số trong nền kinh tế nó có sự ảnh hưởng đến nhau và có mối quan hệ với nhau. Đó, thì đây chính là những cái mà kinh tế lượng chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu, đúng chưa nào? Đó, thì đây nhá, tiếp theo chúng ta hãy vào phần này, trọng tâm của cái phần chúng ta đang nghiên cứu này, đó là chúng ta xem xét về mô hình người quy tổng thể. Thì mô hình người quy tổng thể chúng ta nhá, ký hiệu là PRM, được chưa? Ở đây này, xét một cách đơn giản nhất, đây là mô hình của quy đơn, đúng không? Thì nó chỉ có hai biến thôi, ở đây là hai biến là x và y đây, đúng không? Nhớ thấy này, khi mà chúng ta xét về cái mô hình của quy tổng thể nhá, thì nó sẽ là y bằng beta 1 cộng beta 2 nhân x và cộng với u. Đó, trong đó này, chúng ta sẽ cùng đi giải thích nhá. Trong đó, y là biến phụ thuộc, x là biến độc lập, đúng không? Tức là nhá, cái y này và cái x này ý, là chúng ta đang xét cho cái gì, tổng quát thôi, đúng không? Còn vào từng bài cụ thể ý, thì không phải là y và x, các bạn nhớ nhá, y và x này chúng ta xét cho tổng quát thôi. Còn vào những cái bài cụ thể thì nó không phải là y và x, và cụ thể như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở lúc mà chúng ta sẽ học xong lý thuyết, chúng ta nói bài tập, ok không nào? Đấy nhá, nhá, chúng ta thấy này. Ồ, ví dụ đi, như cái ví dụ trên này chúng ta vừa nói rồi, là chúng ta có thể ví dụ là đi tìm hiểu đây lượng tiêu thụ và giá. Thì vậy ở đây nhá, chúng ta xem y và x này thì cái nào lượng tiêu thụ, cái nào là giá đây. Dựa vào đây, y là biến phụ thuộc, tức là gì? Ngay bản thân cái từ phụ thuộc thì nó nói rồi đúng không? Phụ thuộc tức là nó phải phụ thuộc vào những cái biến khác, đúng nào? Thì ở đây này, chúng ta thấy đây, lượng tiêu thụ và giá thì cái nào sẽ là biến phụ thuộc, còn cái nào sẽ biến độc lập. Đây, độc lập tức là nó đứng một mình đúng không? Tức là nó không phụ thuộc bởi một cái gì khác nữa. Chưa nào? Đấy, thế lượng tiêu thụ này rõ ràng chúng ta thấy này. Lượng tiêu thụ và giá thì rõ ràng là giá thay đổi nó sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ đúng không? Cho nên ý, lượng tiêu thụ là biến phụ thuộc, kiểu là y. Đấy, còn ý, giá là biến độc lập và kiểu là x. Đúng không? Đấy, thì qua đây mọi người đã biết rồi đúng không? Cái nào là thế nào là phụ thuộc và nào là độc lập rồi. Được chưa nào? Còn u là sai số ngẫu nhiên. Đó, và nó có thể có tên gọi khác đó là nhiễu này hay là sai số thôi. Đúng không? Thì ở đây nhá, cái u này ý, tại sao lại có cái u này thì mình có thể giải thích một chút. Đó là gì? Giả sử đây là lượng tiêu thụ nhá. Đây, giả sử đây là lượng tiêu thụ. Đó là một hàm này theo giá. Tức là nếu mà không có cái u này, tức là chỉ từ đây đến đây thôi ấy, thì người ta hiểu là gì? Lượng tiêu thụ bị ảnh hưởng mỗi bởi giá thôi thì có đúng không? Tức là không phải đúng không?
không phải là lượng tiêu thụ ảnh hưởng bởi giá, có thể là giá ảnh hưởng rất nhiều lượng tiêu thụ, tuy nhiên thì nó không phải là tất cả, là bởi vì có thể là do độ tuổi này đấy, hay là sở thích khác nhau thì cũng có thể là cái lượng tiêu thụ này cũng sẽ khác nhau đúng không? Đó, cho nên ấy cái U này là rất cần thiết. Bởi vì sao? Cái U này nhá là sai số, tức là nó biểu thị những cái gì mà cái X này không thể nào mà diễn tả được, đúng không? Đấy, tức là rõ ràng là lượng tiêu thụ nó có thể bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều các yếu tố khác ngoài giá, đúng không? Và những yếu tố khác ngoài giá đó nó chính là U, đúng không? Đấy, tức là U là nhá cái phần biểu thị cho những cái yếu tố khác đây, ngoài cái đây, ngoài cái biến độc lập hay còn gọi là biến giải thích, đúng không? Mà chúng ta đang xét thôi chưa nào, xong nhá. Đấy, thì U của sai số ngẫu nhiên này, beta 1 và beta 2 là các hệ số hồi quy, đúng không? Tức là có thể gọi là gì, biến của mô hình đấy, đúng không? Đấy, beta 1, beta 2 này nhá, nó còn được gọi là biến của mô hình, đúng không? Tức là trong mô hình nhá, biến thì nó phải là beta 1 và beta 2, được chưa? Đó, trong đó nhá, chúng ta sẽ có những cái tên gọi của những cái beta này. Cụ thể, beta 1 được gọi là hệ số chặn, đúng không? Đây, cái hệ beta 1 này được gọi là hệ số chặn. Còn beta 2 được gọi là hệ số góc. Không, hệ góc nhá, nó sẽ đi cùng với x. Ok không nào? Thế thôi. Hay đây là mô hình hồi quy tổng thể chúng ta, kiểu là PRM nhá, nó sẽ bằng đây. Beta 1 cộng beta 2 nhân x rồi cộng với u, đúng không? Đấy, y bằng nhá, beta 1 cộng beta 2 nhân x cộng với u. Ok chưa nào? Đó. Thì sau khi chúng ta tìm hiểu xong về mô hình hồi quy tổng thể rồi thì chúng ta hãy tìm hiểu về hàm hồi quy tổng thể kiểu là PRF. Đây, thì nhá, ban đầu chúng ta xét này, từ cái mô hình hồi quy tổng thể chúng ta đây nhá. Đây, từ cái mô hình hồi quy tổng thể này. Đó. Thì chúng ta thấy này. Đây, đó là y bằng beta 1 cộng beta 2 nhân x cộng với u, không có gì xa lạ rồi đúng không? Và chúng ta lại có này, với u thì bằng là y trừ đi này, cái e này chúng ta đọc là trung bình. Đúng không? Trung bình. Đấy, trung bình của y, được chưa? Thì tức là gì chúng ta thấy nhá, cái u này chúng ta ấy, đó là sai số đúng không, nó sẽ là gì, cái phần sai lệch của gì, của đây, cái này là cái trên thực tế, cái này là cái về trung bình của nó, ok không? Đấy, thì thực tế chúng ta biết rồi đúng không, đó là ví dụ như trên này đi, đó là lượng tiêu thụ đấy, nhưng mà tuy nhiên ấy thì chúng ta sẽ cái u này là gì, sai số giữa cái này lượng tiêu thụ thực tế với cả cái lượng trung bình, ok không nào? Đấy, thì nhá, cái hàm hồi quy tổng thể này ý, nó chính là ký hiệu của trung bình, đúng không? Đây, nó chính là cái này. Vậy bây giờ để tìm cái này rất là dễ đúng không? Chúng ta chỉ cần chuyển nó sang một vế thôi. Đó, tức là chuyển nó sang bên này này. Còn U ta chuyển sang bên này. Thì rõ ràng là đây, trung bình của Y đây với điều kiện X đây nó sẽ bằng gì đúng không? Thì rõ ràng là đây, chuyển sang bên này thì nó là Y trừ U đây, mà Y đây là từng này. Bây giờ trừ đi U nữa thì có phải là mất không? Mất U không? Đấy thì nó chỉ còn từng này thôi. Đó, và hàm hồi quy tổng thể chúng ta kêu là PRF. Ok chưa nào? Được không? Y trung bình này nó sẽ bằng là beta 1 cộng beta 2 nhân x. Được chưa nào? Nó không có cái phần sai số nữa vì đây là trung bình rồi mà, đúng không? Trung bình thì chúng ta không được cộng phần sai số vì chúng ta nói trung bình là như thế là ok rồi. Được không nào? Đấy, nhưng mà còn nói thực tế ra thì nó phải có phần sai số nữa. Ok không? Vậy nhá. Đấy thì chúng ta đã tìm hiểu xong về mô hình hồi quy tổng thể, hàm hồi quy tổng thể rồi. Đúng không nào? Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về đến mẫu được không? Đấy, chúng ta có mô hình và hàm hồi quy. Tuy nhiên chúng ta lại có xét trên tổng thể và xét trên mẫu nữa. Đó, thì trên mẫu chúng ta cũng xem xét là có khác gì với tổng thể không nhá. Thì trước tiên ấy thì mình sẽ nói với các bạn là tại sao chúng ta phải xét trên mẫu, sao chúng ta không xét trên tổng thể luôn? Bởi vì chúng ta đã biết rồi đúng không? Ngay từ cái môn xác suất thống kê ấy, hay gọi là toán kinh tế 2 của chúng ta đấy, thì chúng ta đã học rồi đúng không? Tổng thể là một cái phần rất là rộng lớn. Được chưa? Thậm chí chúng ta không thể nào mà xét hết được, đúng không? Nếu mà muốn xét trên đó, tức là chúng ta phải xét tất cả này, tất cả những cái giá trị của nó rất là khó đúng không? Cho nên ấy, người ta chọn một cái mẫu ra, đây, chọn một cái mẫu như này thôi, ra để người ta phân tích, người ta xem xét. Và cái mẫu này nhá, nó sẽ có những cái đặc điểm để làm sao mà ấy, từ cái mẫu này chúng ta lại có thể suy ngược lại ra cho cả tổng thể, đúng không nào? Đấy, tức là chúng ta phân tích nó, sau đó ấy, cái ý nghĩa của nó lại có thể phân tích lại cho cả tổng thể, đúng không? Đấy. À, ví dụ như chúng ta có thể tìm hiểu về là sản lượng đánh bắt cá của Việt Nam chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta không thể nào mà đi trên khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam để chúng ta xem đánh bắt cá như thế nào được. Đấy, mà chúng ta có thể chọn ra này, đấy, những cái tỉnh thành mà đặc trưng trong cái việc đánh bắt như thế, đúng không? Và chúng ta xem xét, sau đó chúng ta có thể suy lại cho cả tổng thể của Việt Nam luôn. Ok em nào? Đó vậy nhá. Bây giờ mình có ghi thêm này, S ở đây là sample đúng không? Ta biết rồi này, S đây này, sample đấy, nên SRF sẽ là hàm hồi quy mẫu, được chưa? Chúng ta thấy này, những cái ký hiệu này nó gì khác ở đâu, P thôi đúng không, P với cả S thôi đúng không? Đây,
PRF thì nó là hàm một quy tổng thể, còn SRF thì nó là hàm một quy mẫu, đúng không? Bởi vì chúng ta có thể nhớ một cách đơn giản hơn, đó là S là sample, đúng không, là mẫu ấy, nên SRF là hàm một quy mẫu. Đó, còn P thì mình không biết là gì, thì nó là hàm một quy tổng thể đấy, đúng không? Nhưng ta thấy này, nếu mà hàm xét chung ấy thì nó sẽ là y mũ, đúng không? Tức là nhá, chúng ta thấy này, mẫu nhá, cứ bây giờ định cái mẫu rồi thì nó sẽ có cái mũ, đúng không? Có cái mũ trên đầu. Đó, thì hàm xét chung ta thấy này, y mũ sẽ bằng là beta 1 mũ cộng beta 2 mũ nhân x. Được chưa? Đấy, nó giống y hệt như này này. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là thêm cái mũ vào thôi. Đấy, beta 1 mũ cộng beta 2 mũ nhân x. Được chưa nào? Hoặc với từng quan sát xt nhá. Đấy, ở đây bởi vì nhá, chúng ta hay trong đề thi ấy, hay đề kiểm tra ấy, người ta thường hay xét theo thời gian, chúng ta ghi ở t, đúng không? Đấy, cho nên ở đây nhá, chúng ta có thể là hoặc với từng quan sát cũng được. Đấy, tức là chúng ta sẽ là y đây, đây vẫn giống y hệt như này. Tuy nhiên nhá, ở y và x thì chúng ta thêm cái t ở dưới chân vào nữa. Đúng không nào? IT mũ cho beta 1 mũ cộng beta 2 mũ nhân xt. Ok không? Đấy là với từng quan sát thôi, quan sát 1 2 3 4 kiểu vậy. Đúng không? Vậy nhá. Đây, mình có ghi này, cứ nhớ là gì? Không có mũ là thực tế, đấy, còn có mũ là ước lượng của thực tế đó. Đây ta thấy này. Khi ở trên này này nó không có mũ thì nó đang xét thực tế. Đấy, tức là đây là cái trung bình thực tế đúng không? Đó. Còn nhá, có mũ là ước lượng của thực tế đó. Đây, tức là đây, chúng ta đang ước lượng cho cái trung bình. Được chưa nào? Đó, thì nó sẽ có mũ ở trên. Được chưa? Và tiếp theo chúng ta tìm hiểu đến là mô hình hồi quy mẫu kiểu là SRM nhá, thì chúng ta lại xuất phát từ cái hàm hồi quy mẫu. Đây, hàm quy mẫu của dòng ta đang phân tích này. Đây, nó chính là cái này. Đúng không? Đấy, hoặc là chúng ta xem xét cái dưới này cũng được. Đây, là cái này nhá. Đang xem xét cái này. Đó, y đây, IT mũ sẽ bằng là beta 1 mũ cộng beta 2 mũ nhân xt. Đấy, và chúng ta có phần dư nhá, phần dư ET. Đó, nó là chênh lệch giữa cái gì? Đây. Chênh lệch giữa cái IT và cái IT mũ, tức là chênh lệch giữa cái gì nhỉ? Thực tế này với cả này chúng ta xét trên mẫu, đúng không, thì nó là theo phần dư. Được chưa nào? Đấy, đây là thực tế nhá, đây là chúng ta xét trên mẫu. Đấy, thì ta trừ với nhau nó ra là phần dư này ET, đúng không? Vậy suy ra này, cái mô hình hồi quy mẫu nhá, nó chính là IT. Đấy, thì để tìm lại IT rằng chúng ta phải cần gì, chuyển cái đây y mũ sang bên này là xong, đúng không? Tức là cái IT của chúng ta đây sẽ bằng là ET cộng với cả IT mũ, được chưa? Mà IT mũ chúng ta có chưa? Đây có tôi này. Đó nhá, beta 1 mũ cộng beta 2 mũ nhân xt. Đấy, vậy chúng ta thay lại thôi. Vậy là mô hình hồi quy mẫu của chúng ta sẽ là SRM IT bằng beta 1 mũ cộng beta 2 mũ nhân xt và cộng với ET. Đấy, trong đó E phản ánh sai số U trong tổng thể hay gọi là ước lượng của U. Ok không nào? Vậy nhá. Ok, vậy là chúng ta cũng đã tìm hiểu xong này về những cái mô hình cũng như những cái hàm rồi. Ở đây chúng ta có 4 cái đúng không? Tức là xét trên tổng thể và xét trên mẫu. Đó, với tổng thể chúng ta có mô hình hồi quy tổng thể, hàm một quy tổng thể, với mẫu của chúng ta có hàm một quy mẫu và mô hình một quy mẫu, đúng không? Thì bây giờ nhá, khi mà xét này về một cái độ là chúng ta xét về hàm một quy mẫu như này đi, thì rõ ràng là chúng ta sẽ thắc mắc là ồ vậy thì những cái ý nghĩa của những cái hệ số này, đúng không, thì nó sẽ nói lên những cái điều gì, đúng không nào? Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ cùng đến này giải thích những cái ý nghĩa, đúng không, ý nghĩa của các hệ số thì phần này rất là quan trọng nhá. Và thậm chí khi đi học thì thầy giáo có thể nói đây là cái chìa khóa, đúng không? Đấy. Đó, để ý nghĩa của các hệ số nhá. Thì nó chính là chìa khóa cho những cái bài về sau. Tức là chúng ta hiểu được ý nghĩa của các hệ số này thì chúng ta mới có thể làm được những cái bài sau được. Đấy, và chúng ta chuyển về có thể dễ dàng hơn được. Ok em nào? Đó. Thế là có này. Câu thần chú chung nhá. Ở đây này, chúng ta chỉ cần xét cho những cái mũ thôi. Đấy, bởi vì những cái tổng thể nhá. Tổng thể trên này chúng ta học thôi. Chứ thật ra là chúng ta anh không có số liệu cho những cái tổng thể này, đúng không? Vì như nãy chúng ta nói rồi đấy, tổng thể nó rất là rộng lớn nên chúng ta không thể nào mà có tất cả số liệu được, đúng không nào? Đó, cho nên chúng ta không có nhá. Đấy, chúng ta học cái này để cho biết thôi, đúng không? Chứ thật ra chúng ta chỉ xét trên mẫu thôi, cho nên chúng ta cần này hiểu được cái ý nghĩa của những cái này là được, đúng không? Beta 1 mũ, beta 2 mũ là được, ok không nào? Đó, thì cho nên ở đây này chúng ta cần đây tìm hiểu về ý nghĩa của các hệ số, tức là beta 1 mũ và beta 2 mũ thôi, đúng không nào? Tức là hệ số chặn và hệ số góc ấy. Thì đây nhá, mình đã đưa ra câu thần chú chung ở đây, và cái câu này ý, chúng ta có thể dùng với mọi bài, đúng không? Đấy, bài nào chúng ta cũng áp dụng được, ok không nào? Và đây này, mình đã bôi đỏ và bôi đen riêng, tức là nhá, những cái màu đỏ chúng ta thay từng với từng bài cụ thể, đúng không? Vậy cụ thể là gì? Thì bây giờ ta cùng xét này. Câu thần chú chung nhá, để nêu ra những ý nghĩa của các hệ số thì đầu tiên ta sẽ phải nêu ra, đúng không? Đầu tiên là beta 1 bằng bao nhiêu? Đó, nó sẽ cho biết là gì? Khi x bằng 0 thì y trung bình là từng nào đơn vị? Đúng không? Đây, tức là gì? Cho biết khi x bằng 0 nhá.
Các chúng ta có thể nhìn ngay rất là dễ này. À, để tìm ra cái beta 1 này, beta 1 mũ này, có phải là khi đó chúng ta phải cho x bằng 0 không? Đúng chưa? Cái này bằng 0, đấy thì chúng ta mới còn lại mỗi đấy, một cái beta 1 mũ bằng cái này. Đúng chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ khi bằng 0 thì y trung bình là beta 1 mũ đơn vị. Đúng không? Đấy, chúng ta nhớ nhá, luôn là trung bình. Đúng không? Ý nghĩa chúng ta phải luôn nói luôn là trung bình nhá. Đấy. Thì beta 1 mũ bằng bao nhiêu này? Cho biết khi bằng 0 thì y trung bình là từng này đơn vị. Được chưa? Chính là từng này luôn này, đơn vị. Còn beta 2 mũ nó sẽ phức tạp hơn một chút vì nó liên quan đến hệ số góc, đúng không? Mà hệ số góc thì nó tức là gì? Nó sẽ ý nghĩa là nó tăng lên một đơn vị đấy, bởi vì khi đạo hàm ra này, đạo hàm ra thì nó mới còn, đúng không? Ví dụ chúng ta lấy y này đạo hàm ra thì nó mới còn beta 2 mũ, đúng không? Đấy, chứ chúng ta không thể nào mà thay cái gì bằng không được như vừa nãy nữa rồi. Được chưa nào? Đấy, mà ý nghĩa của đạo hàm ta biết rồi, khi đó là tăng một đơn vị. Được chưa? Ok. Vậy thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ có này, chúng ta nêu ra đó là beta 2 mũ bằng bao nhiêu? Cho biết này, khi x tăng một đơn vị thì y trung bình sẽ, đây vẫn là trung bình nhá, nhớ luôn là trung bình. Thì ở đây có hai trường hợp. Trường hợp một là nếu mà chúng ta thấy này, beta 2 mũ mà lớn hơn 0 thì y trung bình là tăng beta 2 mũ đơn vị. Còn trường hợp 2 là gì? Beta 2 mũ mà nhỏ hơn 0 thì y trung bình giảm beta 2 mũ đơn vị. Đang và trị đây là trị tuyệt đối, được chưa? Tức là khi mà nói tăng hay giảm thì nó phải luôn là dương. Ok không nào? Đấy, nên có trị tuyệt đối ở đây. Nhớ nhá. Beta 2 mũ ấy thì chúng ta phải tùy từng trường hợp. Trường 1 nếu mà beta 2 mũ lớn hơn 0 thì đấy nó sẽ tăng, đúng không? Đấy, tức là cùng chiều mà, tức là x tăng thì y cũng tăng. Đó. Còn trường 2 là beta 2 mũ mà âm ấy, đấy thì x tăng y lại giảm. Được chưa? Và nhớ khi kết luận ta phải xét trị tuyệt đối vào. Được chưa nào? Và ở đây mình đã nói này, màu đỏ thay với từng bài cụ thể. Tức là như vừa nãy mình đã nói rồi nhá. Đó là ấy, x và y ấy, thì nó không phải lúc nào cũng là x và y. Đó, và tùy từng bài ấy, thì nó sẽ là những cái biến khác nhau. Đúng không? Đó, ví dụ trong đề đây, mình có thể ví dụ nhá. Ở trong đề đây, người ta cho này, đây, TS này, đó, và P này. Đấy, tức là bây giờ ấy, y nó phải là TS, đấy, còn P này sẽ là x, đúng không? Tức là chúng ta nhá, biểu thị chúng ta phải gì? Ta có là gì? Khi mà khi đóng tay vào là gì? Đây, khi giá bán bằng 0 thì đây, lượng tiêu thụ máy giặt nhá, TS đúng không? Đấy, chứ nó không còn là x và y nữa, cho nên ta rất là chú ý ở đây. Đúng không nào? Vậy nhá. Tức là với từng bài cụ thể chúng ta hãy thay cụ thể vào. Đúng không? Ok. À, thay với từng bài cụ thể nhá. X ở từng bài cụ thể, x ví dụ là giá thì chúng ta hãy thay vào đây, đó là gì? Khi giá bán bằng 0, đấy thì đây là ví dụ lượng tiêu thụ chẳng hạn. Thì lượng tiêu thụ trung bình là từng này đơn vị. Đó, và cái đơn vị này ý, các bạn chú ý để các bạn thay nhá. Đấy, có bài đơn vị là nghìn đồng, có bài đơn vị là đô, đúng không? Thì các bạn phải chú ý để các bạn kết luận. Được chưa nào? Đó. Đấy, và rõ ràng là beta 1 mũ thì nó bằng bao nhiêu chúng ta thay vào thôi, đúng không? Ok. Đấy, tương tự như thế nhá, với beta 2 mũ. Đúng không nào? Đấy, và nhớ chú ý là đơn vị là gì chúng ta phải ghi đúng, đúng không? Chứ chúng ta không ghi chữ đơn vị, giả sử nó là USD chẳng hạn mà chúng ta lại ghi đơn vị đó là chúng ta sai, đúng không? Vì đề nó đang cho người ta đơn vị mà. Đúng chưa nào? Ok, vậy nhá. Rồi. Thì chúng ta có thể nói qua một chút về cái tính tuyến tính của mô hình hồi quy này, chúng ta nhớ nhá. Thì tuyến tính đây nhá, nó là tuyến tính với hệ số, đúng không? Tức là đây, ta thấy này, mô hình là tuyến tính cái hệ số góc là bậc 1, đấy tức là nó chính là cái này này. Đó, beta này là bậc 1 đúng không? Thì nó chính là tuyến tính. Đúng không nào? Đó, tức là cái x này kệ nó đi, đúng không? Kể cả x bình, x mũ 3, x mũ 4 gì đấy, vân vân. Thì nhưng mà tuy nhiên cái beta 2 mũ này nó vẫn là cái bậc 1 thì nó sẽ là tuyến tính, đúng không? Còn phi tuyến tức là gì? Hệ số góc không là bậc 1. Tức là ta hiểu đơn giản đây là cái hệ số góc này, ví dụ beta 2 này mũ 3 này, đó chẳng hạn, hoặc là nó là 2 trên beta 2 này, tức là đổi lên nó sẽ là 2 nhân beta 2 mũ âm 1 đấy, đúng không? Thì nó sẽ không không là tuyến tính, tức là người ta gọi nó là phi tuyến. Được chưa nào? Đấy, thì đây chúng ta nhớ nhớ nhá, là tính tuyến tính của mô hình ấy là mô hình tuyến tính chúng ta xét với cái gì? Xét với những cái hệ số, đúng không? Và cũng như nãy mình đã nói rồi, hệ số này cũng có thể gọi là biến của mô hình đấy. Nó vẫn là theo biến thôi, đúng không? Bật nhất theo biến thôi, nhưng mà biến đây là beta 2 và beta 1 chứ không phải là x nữa. Đúng không? Không phải là x và y nữa. Không em nào? Đấy nhá. Đấy, thì cái này chỉ muốn mọi người là gọi là hình dung ra được thôi, đúng không? Chứ chúng ta thi hay chúng ta kiểm tra nó sẽ không hỏi mình cái này có tuyến tính không hay là gì cái kia đâu. Đâu, này mình muốn các bạn hiểu hơn một chút thôi. Ok không nào? Vậy nhá. Vậy qua đây chúng ta đã tìm hiểu xong về phần thứ nhất của ngày hôm nay. Đó là về mô hình hồi quy hai biến. Thì ở đây mình có tóm tắt lại cho các bạn, đó là chúng ta đã tìm hiểu về tổng thể và mẫu, đúng không? Đây, tổng thể này và mẫu này. Thì chúng ta vẫn có này
hàm và mô hình hồi quy, được chưa? Tuy nhiên á, nó sẽ là tổng thể đấy, và mẫu đấy, trên tức là trên tổng thể và trên mẫu nó sẽ khác nhau, được không? Và chúng ta làm việc trên mẫu nhiều hơn, vì như mình đã nói đấy, tổng thể rất là to, chúng ta không thể xét được, và chúng ta phải xét ở mẫu. Ok không nào? Đây, tổng thể nhá, với tổng thể chúng ta có này, hàm một cái tổng thể kiểu là PRF. Đó, mô hình của cái tổng thể kiểu là PRM. Đây. Cái PRF nó chính là trung bình đúng không? Nó chính là E đấy. Đó, nó bằng này. E IT đấy, với được cái XT. Đó, nó sẽ bằng là beta 1 cộng beta 2 nhân XT. Được chưa? Còn với mô hình hồi quy tổng thể ấy, chúng ta kiểu là PRM. Đâu, đây. Hàm nhá, nó là F đúng không? Là function đúng không? Đấy, còn mô hình đây là M. Được chưa? Đó chính là IT và bằng này beta 1 cộng beta 2 XT cộng UT. Đấy, cái này rất là quan trọng nhá. Mọi người sẽ nhớ, bởi vì khi mà vào đề thi lúc nào cũng sẽ có câu là gì? Câu 1 luôn ngay đầu tiên ấy, lúc nào ta cũng hỏi là gì? Hãy viết đấy, hàm một cái tổng thể và hàm một cái mẫu chẳng hạn. Đấy, chúng ta ít nhất chúng ta phải nhớ cái này. Và nhớ cái này chúng ta mới có thể viết được chứ. Đúng không? Đó, cho nên các bạn nhớ nhá, nó phân biệt được không? Ký hiệu này nhầm là cũng sai đấy. Đó, cho nên mọi người rất là chú ý phần này, được không? Ok. Còn trên mẫu đây chúng ta có hàm và mô hình. Đấy, tuy nhiên này nó vẫn là RF RF nhá, RM RM nhá. Tuy nhiên là đây, bây giờ nó là đổi thành chữ S trên đầu, vì mẫu chúng ta biết rồi, nó là sample ấy. Đó. Thì hàm quy mẫu sẽ là SRF, còn mô hình quy mẫu sẽ là SRM. Đó, và nhớ là nó thêm cái mũ thôi. Được không? Đây. Y này. IT mũ cho beta 1 mũ cộng beta 2 mũ nhân XT. Còn mô hình quy mẫu là SRM thì nó vẫn là IT. Được không? Đó. Nó sẽ bằng là beta 1 mũ cộng beta 2 mũ nhân XT và cộng ET. Vậy chưa nào? Vậy nhá. Đấy. Vậy qua đây chúng ta đã kết thúc cái phần số 1. Đã, hy vọng mọi người đã hiểu hơn rồi nhá. Và không để mọi người đợi lâu thì chúng ta cũng sẽ chuyển sang phần số 2, đó là cách đọc bảng eView. Và phần này cũng quan trọng không kém. Ok.